hơn tôi nhiều. Ông nói thôi bây giờ tôi chỉ cho anh cái gì, cái mà giãy tay mà đạt ma được như tin. Ôi trời ơi, tập tôi vậy, tôi giãy thấy mẹ thấy cha, tôi giãy đâu đâu 7-8 tháng mới đầu mới đỡ sao đúng cái hình vậy mình lại nữa. Cái đó phải dạ, mình mới ngồi mà nói ông này cũng chỉ cái kỳ quá rồi đi rồi nghe là xong rồi bác sĩ mới là lúc mà mổ cái sỏi thận thì ông nói là anh là bị cao huyết áp. Tiếp tục luôn. Rồi hở van tim. Đó, van hai lá, van ba lá với van động mạch chủ mà độ 2/4. Nói tôi nói trời dùng mê vậy chắc tôi chết mẹ cho rồi. Ông thôi từ từ, cái này là do cái anh cái với lại cái là gia đình là bà già bá bị tiểu đường với huyết áp với sốt. Cho nên bây giờ ông Ngộ nói cái này là có thể là do cái di truyền 70%. Là do cái di truyền nữa. Nhưng mà thôi bây giờ thế này là ông phải ráng ông uống thuốc. Ông phải không có cái ông phải tập thể dục thường xuyên uống thuốc. Thì sau này tôi mới mò lên YouTube tôi coi tự nhiên thấy cái trang mà sức khỏe mà cái trang khí công của thầy á. Thế rồi tôi nói không là học mẹ đại mẹ nó thử coi ra làm sao. Mình tập, mình mới đầu mình tập bán đoạn cẩm với lại ngũ cầm hí. Mỗi ngày tôi học có một thức là cái ngày mai tôi học mà tôi về tôi tập 10-20 lần nữa cho nó nhớ. Qua ngày thứ hai mình tập cái thức thứ hai. Mình ráng mình tập mình nói mình mới đầu tập thì thấy khỏe dữ lắm. Nói cái này hay là của lý. Thấy thầy dạy này nọ rồi thầy dạy cái mà bị mỡ máu với gan nhiễm mỡ nữa đây. Rồi đó cũng tùm lum hết trơn. Mỡ máu là mới đây nè là mới bị là giãn tĩnh mạch. Mà sao cái chân tôi không có sưng. Thứ nhất nó không có phù. Nó không có bị giật bẻ ban đêm. Nó không có tê. Nó không có nặng. Nói chung vậy đó. Ngày bà bác sĩ mới nói cái này của chú là thời kỳ đầu. Nó chưa nổi gân. Nhưng mà chú đã có bị tĩnh mạch nông sâu gì đó. Đấy bây giờ cái này là qua siêu âm. Mình nói là nhưng mà nó chỉ đau thì biết sao nó đau từ ở trên cái mông nó đau xuống mà cái bắp chuối này. Cái sao tôi tập của thầy tôi tập nó đỡ. Nó thôi giờ tới ổng đi chứ giờ sao giờ tập lum la lớn quá tẩu quả nhập ma trên mẹ. Không phải gì nó không hết mà nó lại mà sao hồi lúc mà tập á thì nó đỡ mà sao từ từ nó cũng bị lâu lâu nó tái lại. Thì tôi nghĩ có thể là ở trong này nó còn bị cái gì đó. Mình chưa có kiểu như mình chưa có sổ ra hết. Nó còn dính cái gì ở trong này. Cho nên là con tôi mới nói thôi bây giờ ba đi học đi. Chứ bây giờ ba học mà học cái trên YouTube á nhiều khi cái khả năng của ba là không tiếp thu nó không có. Cái tiếp thu của ba nó cũng chỉ có cao lắm là 60-70%. Nhưng mà cái chính của vấn đề thì ba đâu có nắm được. Người ta chỉ thì người ta biết. Mà kỳ đó thầy có nói là mỗi một người sẽ có một cái cách tập riêng. Đúng rồi. Chứ không phải ai cũng giống ai. Đúng rồi. Thì bây giờ cũng ngồi đúng đó thôi. Vậy thôi bây giờ đi lên học đi chứ giờ tập mà này không phải gì. Nó chỉ là nó dối thôi. Nó cứ vậy thôi chứ nó không có lên mà nó không xuống. Mà nó cứ vậy. Đấy bây giờ mới hỏi thầy. Nó lên đây để coi thầy có rảnh cái trong tuần ngày nào. Thì tôi đi làm hay tôi tranh thủ tôi chạy qua tôi học. Vậy thôi. Thì anh tính tính một tuần trong tuần thường thường coi thứ mấy anh rảnh? Chiều 2, 4, 6 hay là 3, 5, 7? 3, 5, 7 thì 3, 5 thì xuất trưa được. Thứ ba thứ năm khoảng 2 giờ trở đi được. 2 giờ rồi vậy thôi. 2 giờ thứ ba là... thứ năm tại vì nó khác như thế này thầy. Bữa hôm là tôi mới thử thí nghiệm. Tôi không uống thuốc huyết áp một tuần lễ khi mà tôi tập cái mới đây này. Là tôi vô tôi khám thì ông đo thì ông nói bình thường. Nói mình nói ủa tại vì ông bạn tôi nói sao anh uống cái huyết áp riết nó suy gan suy thận ông chết ông luôn đó. Ông đừng uống ba cái đồ quỷ này, ba cái này của Trung Quốc nó độc lắm. Cái sau này cái tôi thử nữa là tôi uống nhưng mà tới cái ngày khám là ngày thứ sáu đi tôi uống
cái là đi bác sĩ mà nó ủa sao kỳ vậy ta, ủa sao tụ của chúng tự nhiên bây giờ huyết áp của chúng nó tụ, tập thi công xuống. Mình nói nè, không biết nữa bác sĩ, ủa chú có uống cái gì không? Không uống, tôi uống cái thuốc huyết áp mà bác sĩ cho thôi. Ủa sao kỳ vậy trời, thôi bây giờ chú uống nửa viên thôi nha. Chú uống giờ sao nó xuống còn có 11 à. Mình nói ủa hồi đó tôi 15, 10 mà. Biết vậy thôi nhưng mà tự nhiên bây giờ cô chú nó xuống nè, nguy hiểm nè, không biết cái gì. Mình mới ngủ, ủa trời mẹ đó. Bây giờ hồi sáng nay nha, tôi cũng có cái máy, tôi thử tôi không uống nè, tôi đo, tôi thấy ủa sao nó vẫn là 13, 8. Tại vì lớn tuổi không kia, không anh lớn tuổi rồi thì cái mạch máu nó dơ lắm. Nó làm sao mà với lại nó phải mạnh lên để nó mới thông. Thì làm sao 12, 7 như thanh niên được. Ông phải 13, 8. Vậy là chuẩn của ông mà. Đó. Chứ không nói vậy. Cái mình ngồi mình mới nghĩ nói vậy là chắc có lẽ là tập cái khí công mà học lớn của thầy á. Thì nó kệ mẹ nó, nhiều khi nó kiểu như là chó ngáp phải ruồi. Thì con tôi nó kêu cái nó không có phải bệnh. Tại vì nó thẳng thẳng cho ba nghe. Cái nào cũng vậy, nếu mà ba, tại vì tôi ngồi chơi nói chuyện hai cha con, tôi nói mày ông nói tao không ghê mày, ông nói tao nói ông nói trong cái video clip á là cái này tùy mỗi người có một cái cách tập khác nhau, không phải một ngày đó hết. Có chừng ba có chừng lớn bớ cái chuyện của ba thôi. Bây giờ về cho ba đi, tôi hỏi thì ông này trả lời đi, cầu kinh tẻ thì tùm lum tà la hết trơn á. Tôi mới lên cái Google Maps bấm một cái thử coi, ra liền ra là đi. Tại vì nhà tôi là phường An Lạc ngay An Dương Vương ngay chỗ Phú Định, phường 16, quận 8 đối diện bến Phú Định. Thì đi ra Võ Văn Kiệt anh đi lên cầu Nguyễn Dương Vương, anh xuống Phạm Hùng anh gặp Nguyễn Linh, quẹo trái nội mà cái đường Nguyễn Lương Bằng thôi mà hai người hai cách chỉ nữa. Trời ơi, khó khăn quá người dễ lắm anh đưa thằng không phải tại vì nó lớn á, thằng rắn nó ngon. Dạ, mình thấy là nó chỉ mũi tên cầu Phú Mỹ. Thì mình cũng sợ, mình hỏi ông kia ông thôi không phải, đi ngược lại, còn ông kia ông thôi đây nè, đi qua bên này là gặp, rồi qua bên này gặp rồi mới chỉ hỏi cái chung cư Respa cái này đủ thứ bệnh kia. Dạ. Mà cái này thì thầy biết sao không, nó khổ cái làm đã mổ cái tán sỏi thận rồi thì nhiều người ta nói cái tán nó không bằng anh phải uống thuốc. Anh uống thì nó mới đẩy hết ra, chứ anh tán là nó vẫn còn nằm trong đó. Bây giờ nó tái lại là 13 ly. Xa chưa? Mà 13 ly mổ rồi chưa? Hồi đó là 18 ly mổ rồi, bây giờ 13 ly nữa. Mày mổ chưa? Chưa. Ông bác sĩ ông ngộ nói là khoan, bây giờ anh bình tĩnh lại mà cái ứ nước độ 3, độ 2 đó. Thầy biết sao? Ông nói là cái cầu thận của anh hồi xưa đó, khi mà anh bị 18 ly với 20 ly á, là nó mới ứ nước lại độ 3. Là tôi nói anh nghe như cái bong bóng nè. Anh đổ nước vô, anh để 1 năm, 2 năm, 3 năm thì giờ anh đổ nước ra thì cái bong bóng nó giãn mẹ. Nó đâu có trở lại như xưa. Rồi cho nên cái thằng mà nó siêu âm á, thì nó nhìn thấy bong bóng của anh nó giãn ra vậy. Nó tưởng là còn nước. Cho nên mới ghi tôi là chuyên khoa tiết niệu, tôi dám đảm bảo với anh là cái của anh nó giãn ra. Tại vì sao? Hồi đó anh là mổ một lần rồi. Thì bây giờ là anh để lâu rồi, cái bong bóng thì nó đâu có teo lại như xưa. Còn cái 13 ly này anh phải nhập viện để tôi chụp hình. Mà anh có cái biểu hiện gì chưa? Mình nói không có đau lưng, không có đau khúc này bác sĩ. Ông Ngọn nói là nếu mà anh đau thì anh phải nhập viện liền. Còn không thì bây giờ anh để thư thả, anh sắp xếp công việc đi qua Tết anh nhập viện để tôi chụp gì mà cắt rớt này nọ đó. Tôi chụp thiết là kỹ. Chụp cái đó mất tiền đó. Mà chỉ có phải nhập viện thì mới chụp được. Nó có cái máy nó đưa dạ, vô, đưa mà, vô máy chụp. Mà nhiều người ta nói cái đó chụp giảm tuổi thọ. Ở đây thì ở tại vì cái này X-quang cũng vậy. X-quang cũng vậy, nó cũng mệt. Nó bị gai mà thì nhờ tập mấy cái của thầy kiểu học lớn. Mà sao bây giờ nó không có gai mà nó gọi là dôi hóa lốm đốm, nó tan dần bên đây, tập nó tan hết. Dạ. Cái hồi đó mà tôi ngồi với thầy nãy giờ là phải ngồi vậy. Tại vì sao cái đốm 12 này, nhưng mà bây giờ ngồi bình thường nó không có gì hết, nhưng mà chỉ có cái là tôi là thứ nhất là cái giãn tĩnh mạch, cái nữa là cái khớp. Nhiều khi mấy không biết vút khớp, cái này nó phù lên mấy cái đó con cái này là bữa hổm nó u lên cái gì nó teo tập, nó từ từ nó teo lại.
thì không biết cái này là nó khớp hay là nó guốc nữa đấy. Ừ. Mà tôi cũng bị guốc một lần. Ừ. Guốc thì lúc đó ông bác sĩ cũng hô vô cái thận của ông nó yếu nội. Ừ. Ông người ông đâm bệnh dân ông. Ừ. Cái thận ông yếu thì ông bị guốc có mẹ. Ừ. Vậy tại vì sao? Cái thận nó không có thải axit uric ra. Ừ. Người ta mạnh thì nó lọc ra hết trơn, bộ ăn. Ừ. Nó giữ lại cho nên nó. Ừ. Tạo ra cái urat. Ừ. Nó là những cục tô phi nó nằm ngay cái gót này nè. Ừ. Nó u lên mà con. Ừ. Tôi sao tập giờ nó hết trơn đó nè, thấy cái không? Hồi. Ừ. Đó nó u ra vậy nè. Ừ. Nó tập nó tan hết à. Đấy nó mà nhiều người nói sao tôi đố ông mà ta đố nè. Ừ. Nè. Hồi trước có tập coi tập thường không mất hả? Dạ, hồi đó nó u nó dữ lắm. Tập mất hết rồi đúng rồi. Cái mình ngồi đó nè, đúng không? Ông đi mổ ông làm trời ơi. Ông nó chịu giỡn cái này mổ, cái cục tô phi thì sao. Ừ. Mổ? Tập nó tan hết. Dạ, bây cả giờ ai cũng sống cũng tan, đừng nói khi công ghê lắm. Cái mấy người cái đầu nhọn đó cái nhà tập đi ủa xong mất tiêu. À. Có cả bà già là 75 tuổi nó dính hết cổ sống mất hết, nó trở lại bình thường hết. Không tay. À. Y không giải quyết được. Có nhiều mà cái bà bác sĩ đó bà nói mà để nói thầy cái bà. Ừ. Nói mà tự nhiên tôi thấy bà này bà nói chuyện không căn cứ. Ừ. Chú nha, chú tập khí công hả? Chú tập mình nói là chú có tập gì không? Nó dạ nhà tôi tập khí công. Chú tập cái gì cũng vậy nha, mà tuyệt đối nha, chú không được quyền khom lưng. Trời tập thể dục không khom lưng sao đâu tập bác sĩ? Chú không có hiểu. Ừ. Chú bị gai với lại chú bị là cái gai nó đâm vô dây thần kinh nè. Ừ. Chú mà tập mà chú côn người xuống thì nó làm cụp một cái xương sống của chú là chú liệt, đưa ra chữ L luôn. Ờ nói vậy có đâu. Mình nói trời ơi mà bác sĩ nói vậy chứ giờ sao. Ừ. Giờ chú làm sao làm. Chú. Ừ. Tập mà chú phải đứng chứ. Ừ. Chú mà cúi xuống tôi nói trời ơi bây giờ thì với thầy như hồi đó tôi cúi không được chứ giờ cúi được hết.